Sách Cát Vua Nhì. Giới thiệu: Sách Cát Vua thứ hai tiếp nối sách Cát Vua thứ nhất, trình bày lịch sử của hai vương quốc Do Thái. Sách có thể được chia ra làm hai phần. Một, lịch sử hai vương quốc từ giữa thế kỷ thứ 9 trước công nguyên đến khi thành Samari sụp đổ, kết thúc vương quốc phía Bắc vào năm 722 trước công nguyên. 2. Lịch sử nước Giu-đa từ khi vương quốc Israel sụp đổ cho đến khi thành Jerusalem thất thủ và dân Giu-đa bị lưu đày sang Babylon vào năm 586 trước công nguyên. Những tai họa này đã xảy đến vì sự bất trung của vua và dân Israel cũng như Giu-đa, Jerusalem thất thủ và sự lưu đày của vua. Dân Giu-đa là khúc quanh lịch sử lớn của dân tộc Do Thái. Vị tiên tri trong sách Các Vua thứ hai là Elise, người kế nhiệm của tiên tri Eli. Bố cục: 1. Vương quốc chia đôi, đoạn 1, 1 đến 17, 41. A. Tiên tri Elise, đoạn 1, 1 đến 8, 15. B. Các vua của Israel và Giu-đa, đoạn 8, 16 đến 17, 4. C. Thành Samari thất thủ, đoạn 17, 5 đến 41. 2. Vương quốc Giu-đa, đoạn 18, 1 đến 21, 26. A. Từ thời Ê-xê-chia đến Giô-si-a, đoạn 18, 1, 21, 26. B. Cuộc trị vì của Giô-si-a, đoạn 22, 1 đến 23, 30. C. Các vua cuối cùng của Giu-đa, đoạn 23, 31 đến 24, 20. D. Jerusalem thất thủ, đoạn 25, 1 đến 30. Các vua nhì, chương 1. Eli và vua Achasia. Sau khi Ahab qua đời, dân Moab nổi loạn chống lại Israel. Ở Samari, vua Achasia từ lan can trên lầu té xuống và bị thương. Nên vua truyền các sứ giả đến và bảo: "Hãy đi cầu vấn ba anh Sê-bục thần của Ec-rôn để hỏi xem ta có được lành khỏi thương tích này chăng." Nhưng thiên sứ của Chúa bảo Eli, người Thi-sê-be rằng: "Hãy trỗi dậy, đi đón các sứ giả của vua Samari và bảo họ: có phải trong Israel không có Đức Chúa Trời sao mà ngươi đi cầu vấn ba anh Sê-bục thần của Ec-rôn? Vậy bây giờ Chúa phán như vậy: ngươi sẽ không xuống khỏi giường bệnh ngươi đang nằm, nhưng ngươi chắc chắn sẽ chết." Eli bèn đi. Các sứ giả trở về gặp vua. Vua hỏi họ: "Tại sao các ngươi trở về?" Họ đáp: "Có một người gặp chúng tôi và bảo chúng tôi đi trở về tâu với vua rằng: Chúa phán như vậy: có phải trong Israel không có Đức Chúa Trời sao mà ngươi sai người đi cầu vấn ba anh Sê-bục thần của Ec-rôn? Vì thế ngươi sẽ không xuống khỏi giường bệnh ngươi đang nằm, nhưng ngươi chắc chắn sẽ chết." Vua hỏi họ: "Người ra đón gặp các ngươi và nói với các ngươi những lời ấy là người như thế nào?" Họ tâu: "Đó là một người mặc một áo choàng bằng da thú đầy lông, lưng thắt một dây nịt da." Vua nói: "Ấy là Eli, người Thi-sê-be." Đoạn vua sai một sĩ quan dẫn 50 quân sĩ đến gặp Eli. Lúc ấy Eli đang ngồi trên một đỉnh đồi. Viên sĩ quan bảo Eli: "Hỡi người của Đức Chúa Trời, vua bảo ông hãy xuống." Nhưng Eli trả lời viên sĩ quan: "Nếu ta là người của Đức Chúa Trời thì lửa từ trên trời sẽ giáng xuống thiêu hủy ngươi và 50 người đi với ngươi đi." Tức thì lửa từ trên trời giáng xuống thiêu hủy viên sĩ quan đó và 50 người đi với ông ta. Vua lại sai một viên sĩ quan khác với 50 quân sĩ khác đến gặp Eli. Viên sĩ quan ấy nói: "Hỡi người của Đức Chúa Trời, đây là lệnh của vua, hãy xuống mau." Nhưng Eli trả lời viên sĩ quan ấy: "Nếu ta là người của Đức Chúa Trời thì lửa từ trên trời sẽ giáng xuống thiêu hủy ngươi và 50 người đi với ngươi đi."
tức thì lửa từ trên trời giáng xuống thiêu hủy viên sĩ quan đó và 50 người đi với ông ta. Vua lại sai một viên sĩ quan nữa với 50 quân sĩ nữa đến gặp Eli. Viên sĩ quan thứ ba đi lên, quỳ xuống trước mặt Eli và van nài: Hỡi người của Đức Chúa Trời, nguyện mạng sống tôi và mạng sống của 50 người đi với tôi là quý báu trước mặt ông. Kìa, lửa từ trời đã giáng xuống thiêu hủy hai vị sĩ quan kia cùng với hai toán quân 50 người của họ. Nhưng bây giờ, xin ông hãy xem mạng sống tôi là quý báu trước mặt ông. Bây giờ, thiên sứ của Chúa nói với Eli: Hãy đi xuống với người ấy, đừng sợ người ấy gì cả. Vậy Eli đứng dậy đi xuống theo người ấy đến gặp vua. Ông nói với vua: Chúa phán như vậy, bởi vì ngươi đã sai sứ giả đến cầu vấn ba anh Sê-bục, thần của Ec-rôn. Có phải trong Israel không có Đức Chúa Trời để ngươi có thể cầu hỏi lời Ngài sao? Vì thế ngươi sẽ không xuống khỏi giường bệnh ngươi đang nằm, nhưng ngươi chắc chắn sẽ chết. Vua Achasia băng hà. Vậy vua Achasia qua đời, theo như lời của Chúa đã phán qua Eli. Bởi vì Achasia không có con, nên em trai của Achasia là Joram lên ngôi làm vua kế vị. Nhằm năm thứ hai của Joram, con trai Jehoshaphat vua của Juda, những việc khác của Achasia làm há không được chép trong sách sử ký của các vua Israel sao? Các vua nhì, chương 2. Eli được cất lên trời. Đang khi Chúa muốn cất Eli lên trời trong một cơn gió trút, thì Eli và Elise từ Ginh-ganh đi ra. Eli nói với Elise: Hãy ở lại đây, vì Chúa sai tôi đi đến Bê-tên. Nhưng Elise đáp: Nguyện xin Chúa hằng sống chứng giám, hễ ngày nào thầy còn sống, thì con sẽ không rời xa thầy. Vậy họ cùng nhau đi xuống Bê-tên. Một nhóm tiên tri ở Bê-tên đi ra gặp Elise và nói: Anh há không biết là hôm nay Chúa sẽ cất thầy anh đi sao? Ông đáp: Tôi biết, xin anh em đừng nói gì nữa. Eli lại nói với ông: Elise, hãy ở lại đây, vì Chúa sai tôi đến Jericho. Nhưng ông đáp: Nguyện xin Chúa hằng sống chứng giám, hễ ngày nào thầy còn sống, thì con sẽ không rời xa thầy. Vậy họ cùng nhau đi đến Jericho. Một nhóm tiên tri ở Jericho đến gần Elise và bảo ông: Anh há không biết là hôm nay Chúa sẽ cất thầy anh đi sao? Ông đáp: Tôi biết, xin anh em đừng nói gì nữa. Bấy giờ Eli nói với ông: Hãy ở lại đây, vì Chúa sai tôi đi đến Giô-đanh. Nhưng ông đáp: Nguyện xin Chúa hằng sống chứng giám, hễ ngày nào thầy còn sống thì con sẽ không rời xa thầy. Vậy hai người cùng nhau tiếp tục lên đường. Có một nhóm 50 tiên tri đi theo và đứng cách xa họ khi hai người đang đứng ở bờ sông Giô-đanh. Bây giờ Eli lấy chiếc áo choàng của mình cuộn lại và đập vào mặt nước. Nước sông liền rẽ ra hai bên và hai người đi ngang qua trên đất khô. Khi họ đã qua bờ bên kia, Eli nói với Elise: Hãy nói cho tôi biết anh muốn tôi làm gì cho anh, bởi vì tôi sắp được cất đi rồi. Elise đáp: Con mong được thần của thầy tác động trên con gấp đôi. Eli nói: Anh xin một điều khó quá. Tuy nhiên, nếu anh thấy tôi khi tôi được cất đi, thì anh sẽ được ban cho điều ấy. Còn như anh không thấy, thì anh sẽ không nhận được. Đang khi họ tiếp tục đi và nói chuyện với nhau, thì một xe chiến mã bằng lửa kéo bằng các ngựa lửa chạy đến tách hai người ra, và Eli được cất lên trời trong một cơn gió trốt. Elise nhìn theo và la lên: Cha ơi, cha ơi, các xe chiến mã và kỵ binh của Israel. Ông cứ nhìn cho đến khi không còn thấy Eli nữa. Rồi ông nắm lấy áo của mình mà xé toạc ra làm hai. Elise thừa kế chức vụ của Eli.
Elise nhặt lấy chiếc áo choàng của Eli rớt lại và đi về. Ông đến đứng ở bờ sông Giô-đanh. Ông lấy chiếc áo choàng của Eli rớt lại, đập vào mặt nước và nói: Chúa là Đức Chúa Trời của Eli ở đâu? Khi ông đập vào mặt nước, nước sông sẽ ra làm hai và Elise đi qua sông. Khi nhóm tiên tri ở Jericho thấy ông từ xa, thì họ nói với nhau: Thần của Eli đã ngự trên Elise rồi. Vậy họ đến gặp ông và cúi đầu sát đất trước mặt ông. Họ nói với ông: Hãy xem, chúng tôi có 50 người lực lưỡng ở đây, sẵn sàng phục vụ Ngài. Xin hãy cho họ đi tìm thầy của Ngài. Có thể thần của Chúa đã cất lấy người rồi, đặt người xuống một nơi nào đó trên núi hay trong thung lũng chăng. Ông đáp: Đừng, bảo họ đừng đi tìm. Nhưng họ cứ nài nỉ mãi, đến độ ông cảm thấy ái ngại mà từ chối. Nên ông nói: Thôi, bảo họ đi đi. Vậy 50 người ấy đi tìm hết 3 ngày nhưng không tìm được Eli. Khi họ trở về gặp ông, lúc ấy ông còn đang ở Jericho, ông nói với họ: Có phải tôi đã bảo là đừng đi không? Elise làm phép lạ. Bấy giờ dân trong thành đến nói với Elise: Như Chúa thấy đó, địa thế của thành thật tốt, nhưng nguồn nước thì lại không tốt, nên trong xứ không trồng tỉa gì được. Ông bảo: Hãy bỏ muối vào trong một bát còn mới và đem đến cho tôi. Vậy họ đem bát muối đến cho ông. Ông đi đến nguồn nước, đổ bát muối xuống nước và nói: Chúa phán như vậy, ta chữa lành nguồn nước này. Từ nay về sau, nguồn nước này sẽ không gây nên chết chóc hay làm cho bị hư thai nữa. Vậy nguồn nước đó đã được chữa lành cho đến ngày nay, y như lời Elise đã nói. Elise rời khỏi nơi đó đi lên Bethel. Đang đi dọc đường, một bọn trẻ từ trong thành ra, chúng chế nhạo ông rằng: Lên đi, ông sói đầu, lên đi, ông sói đầu. Ông quay lại thấy chúng, ông bèn nhân danh Chúa mà rủa chúng. Bấy giờ có 2 con gấu cái từ trong rừng đi ra, cấu xé 42 cậu trẻ đó. Đoạn từ đó ông lên núi Cạc Mên rồi trở về Samari. Các vua nhì, chương 3. Joram trị vì Israel. Vào năm thứ 18 triều vua Jehoshaphat của Juda, Joram con trai Ahab lên ngôi làm vua Israel. Joram trị vì 12 năm tại Samari. Vua làm điều tội lỗi trước mặt Chúa, dù không như cha và mẹ của vua đã làm, vì vua có dẹp bỏ trụ đá thờ thần Ba Anh mà cha của vua đã lập. Tuy nhiên, vua vẫn bám lấy tội lỗi của Jeroboam con trai Nebat, là tội đã gây cho dân Israel phạm tội. Vua không từ bỏ tội lỗi ấy. Chiến tranh với dân Moab. Thuở ấy, Mesa, vua của Moab, là vị vua có biệt tài nuôi chiên. Vua đã đồng ý cống nộp cho vua Israel 100.000 chiên con và lông của 100.000 chiên đực. Nhưng sau khi vua Ahab qua đời, thì vua của Moab nổi loạn chống lại vua Israel. Vì thế, lúc ấy vua Joram ở Samari đi ra động viên cả Israel. Vua sai sứ giả đến thưa với vua Jehoshaphat của Juda rằng: Vua của Moab có nổi lên chống lại tôi. Vua có thể đi với tôi để giúp đánh dân Moab không? Vua Jehoshaphat đáp: Tôi sẽ đi với vua. Tôi cũng như vua, dân tôi cũng như dân vua, chiến mã tôi cũng như chiến mã của vua. Rồi vua hỏi tiếp: Nhưng chúng ta sẽ tấn công qua ngã nào? Joram trả lời: Qua ngã đồng hoang Edom. Vậy vua của Israel, vua của Juda và vua của Edom kéo quân ra. Nhưng họ đi lòng vòng mất 7 ngày. Bấy giờ cả đại quân và các súc vật đi theo đều không còn nước uống. Vua của Israel bèn nói: Than ôi, Chúa đã gọi chúng ta cả 3 vua ra đây chỉ để nộp vào tay dân Moab mà thôi. Nhưng Jehoshaphat nói: Ở đây chẳng có vị tiên tri nào của Chúa để chúng ta có thể cầu vấn chăng? Một bầy tôi của vua Israel tâu.
Thưa, có Elise là người thường xối nước cho Eli rửa tay ở gần đây. Jehoshaphat nói, người này có lời của Chúa đó. Vậy vua của Israel, Jehoshaphat và vua của Edom đi xuống gặp Elise. Elise nói với vua Israel, tôi với vua có căn hệ gì chăng? Hãy đi cầu vấn các tiên tri của cha vua hoặc các tiên tri của mẹ vua. Nhưng vua của Israel đáp, không đâu, vì Chúa đã gọi chúng tôi. Cả ba vua đến chỉ để nộp cho dân Moab đó thôi. Elise đáp, nguyện Chúa toàn năng hằng sống là đấng tôi phục vụ làm chứng. Nếu tôi không kính trọng Jehoshaphat, vua của Juda, thì tôi chẳng coi vua ra gì và cũng không tiếp vua nữa. Hãy đem cho tôi một người khẩy đàn hạt. Đang khi người ấy khẩy đàn hạt thì tay Chúa giáng trên Elise và ông nói, Chúa phán như vậy, ta sẽ làm cho thung lũng này đầy những hố nước. Bởi Chúa phán như vậy, các ngươi sẽ không thấy gió hay mưa, nhưng thung lũng sẽ đầy nước để các ngươi sẽ uống. Các ngươi bò lừa và súc vật các ngươi sẽ uống. Nhưng đây chỉ là việc nhỏ trước mặt Chúa, vì Ngài sẽ trao Moab vào trong tay các ngươi. Các ngươi sẽ đánh hạ các thành kiên cố và các đô thị quan trọng. Các ngươi sẽ đốn hạ những cây tốt, lấp ngăn mọi suối nước, rải đá phá hoại tất cả những cánh đồng phì nhiêu. Ngày hôm sau, vào lúc dân của lễ buổi sáng, thình lình nước từ hướng Edom đổ xuống cho đến khi cả xứ tràn đầy nước. Lúc ấy, khi toàn dân Moab nghe rằng các vua đã kéo đến để tấn công họ, thì tất cả những ai có khả năng chiến đấu, từ người trẻ nhất đến người già nhất, đều được triệu tập, trang bị vũ khí và đưa ra trấn đóng ở biên thùy. Sáng sớm họ thức dậy, ánh sáng mặt trời chiếu trên mặt nước. Người Moab thấy nước trước mặt họ trông đỏ như máu. Họ nói với nhau, ấy là máu đó. Các vua kia chắc đã đánh nhau và giết nhau chết rồi. Bây giờ hỡi người Moab, hãy đi cướp của. Nhưng khi họ đến trại quân Israel trỗi dậy tấn công quân Moab. Người Moab bỏ chạy trước mặt người Israel. Quân Israel đuổi theo vào xứ Moab, tiếp tục truy kích và đánh giết họ. Đại quân của Israel đánh hạ các thành. Những cánh đồng phì nhiêu đều bị những cánh quân đi ra mỗi người ném vào một cục đá cho đến khi lấp đầy. Mọi suối nước đều bị lấp ngăn và mọi cây tốt đều bị đốn ngã. Chỉ có ở Kiệt Ha-Reset thì các vách thành bằng đá là còn lại cho đến khi đội quân bắn đá đến bao vây và tấn công nó. Khi vua của Moab thấy mình bị thất trận, thì vua dẫn một đạo quân gồm 700 người cầm gươm, mở đường máu xông đến vua Edom, nhưng họ xông đến không nổi. Vua liền bắt lấy đứa con trai đầu lòng là con sẽ nối ngôi mình, đem lên trên tường thành và dâng làm của lễ thiêu. Một cơn thịnh nộ lớn giáng xuống trên Israel, nên họ rút lui khỏi vua Moab mà trở về xứ mình.